trong một ngày có lẽ vì một lý do thay thế đấy. Đối với U23 Việt Nam, ông đã nói rằng là U23 Thái Lan là có đến khi Phương Kinh phải đối đầu thì U23 Thái Lan phải gặp U23 Việt Nam. Sôi động nhất ở trên sân, các học trò luôn tấm huy chương bạc SEA Games. Và đến giờ thầy Park đang ôm từ người một để... Thank you.
在警察已经把这个路口封死了，不让人再上桥了。